Các vị võ lâm đồng đạo, hôm nay các vị tương tự với nhau ở bốn đường, địch tổn ta đây cảm thấy cao hứng phi thường. Công đạo vĩnh tại, chánh nghĩa thường tồn, đó là tôn chỉ của ta lập ra Lượng Tự Đường này, và cũng là tinh thần để xếp hạng danh tiếng của thập đại cao thủ. Tiểu tam thiếu thiên hạ vô địch, tiểu tam thiếu thiên hạ vô địch. 7 năm về trước, Yến Đôn Hoàng là giáo chủ của Danh Hoa Lưu Xuân nhập vào Trung Nguyên, bị Danh Kiếm đánh ngã vào Thiên Hận Hà Cốc, vĩnh viễn bị cấm cố ở Bán Thiên Nhai, do Ngục Trưởng ở chỗ đó cai quản. Còn Cố Thể Y là công chúa của Danh Hoa Lưu, lại gả cho Danh Chiến là đại ca của Danh Kiếm, hòa giải sự tranh chấp giữa Danh Gia và Danh Hoa Lưu. Đã liên tục 6 năm, Danh Kiếm vinh hạnh lên ngồi bảo tọa thiên hạ đệ nhất cao thủ. Nhưng mà năm nay Tiếu Tam Thiếu là sáng rập là quỷ lệ bát xích một, quét sạch võ lâm. Ngoài ra Hoành Đao là đánh bại Hắc Đạo bá chủ Long Thiên Hành Sương Hùng. Trong số các vị này đều là những ứng cử viên được hoan nghênh. Trải qua sự đầu phiếu của các vị tiền bối võ lâm, đồng thời sau khi được kiểm phiếu hết sức công bằng và nghiêm ngặt, chúng ta bây giờ đã tuyển chọn ra được thiên hạ đệ nhất cao thủ năm nay. Vị này là ôi Hoành Đao Danh Kiếm Tiếu Tam Thiếu. Hoành Đao Danh Kiếm Tam Thiếu. Hoành Đao Danh Kiếm. Số phiếu của ba người này tất cả đều giống nhau. Các vị đừng ồn, đừng ồn, đừng ồn, nghe tôi nói đi. Hoành Đao đã được Hoàng Thượng phong làm thống lãnh của Vinh Thần Đao từ nay rút khỏi giang hồ. Cho nên sự cạnh tranh làm thiên hạ đệ nhất cao thủ của lần này chỉ còn lại có Danh Kiếm và Tiếu Tam Thiếu mà thôi. Các vị, danh bản chúng ta tuyệt đối công bằng và có tính chất đại biểu, huống chỉ là tạm thời mà thôi. Đừng ồn, đừng ồn. Hoành Đao đã được Hoàng Thượng phong làm thống lãnh Vinh Thần Đao rồi, từ nay rút khỏi giang hồ. Còn Danh Kiếm đã được hẹn với Tiếu Tam Thiếu vào ngày mùng 1 tháng Giêng năm tới quyết đấu nhau ở Vạn Trượng Phi Bọc. Đến chừng đó sẽ biết ai là thiên hạ đệ nhất. Các hạ lại Danh Kiếm. Danh Kiếm, Danh Kiếm ở đây gặp ta. Hắn không có đến lại thưởng sao? Không đến lãnh thưởng hay sao? Lùi ra, lùi ra. Danh Kiếm, hồi hôm người thừa lúc tam ca ta là Tiếu Tam Thiếu không có ở chỗ Bác Xích Môn, người đến tập kích đã thương mấy mươi người chúng ta. Hôm nay ta phải phanh thay người ra muôn đoạn. Không về Tiếu Tam Thiếu cũng là một kẻ nhút nhát như vậy, tối hôm qua không dám xuất hiện ra gặp ta, bữa nay lại không dám đến đây lãnh thưởng, chỉ có bọn người là Tiểu Lâu La. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đi biểu cô nương. Tặng cho cô. Bộ huynh đã từng nghe đại danh của ta sao? Người của danh Hoa Lưu cũng tầm thường thôi. Chống đỡ không nổi một vài chiêu của Tiếu Tâm Thiếu đó. Danh Hoa Lưu không phải bị giam ở Bán Thiên Nhai sao? 7 năm về trước, chị của cô là Cố Thế Y, công chúa của danh Hoa Lưu, gả cho danh gia dẫn cô theo. Tôi thiệt là không ngờ, đã trải qua bao nhiêu năm rồi mà cô vẫn không có học được một phần võ nghệ của danh kiếm. Với võ công như vậy tới đây muốn đánh thử tôi à? Không phải là khinh rẻ tôi chứ hả? À, ở trong lúc này hay là mời cô tránh qua một bên đi nha hả? Lẹ lên. Huệ, tôi sợ là cô chịu không nổi đó. Có gì mà tôi chịu không nổi? Tùy ý cô. Ai không có chuyện tránh ra đi. Tiếp tay thì ta bắt luôn. Lên, lên. Cổ bộ tự phong. Nói cho rõ rồi sẽ đánh nhau. Tôi hôm qua người xâm nhập hoàng cung, đánh cắp An Hãn kiếm, còn lấy thần mộc một đỉnh gian sát hoàng phi. Ngươi còn làm bộ đó không biết. Nếu ngươi không muốn liên lụy người khác thì mau theo chúng tôi. Các người có chứng cứ gì? Tôi có chứng cứ. Hồi hôm ta đến bác Xích Môn không thấy mặt huynh, như vậy không phải là chứng cứ sao? Phải rồi, tôi đưa của chúng tôi nói là đúng đó. Nói bậy. Các người đừng vu oan tam ca tôi. Muốn nói gì cũng được. Sao tam ca ta không qua bác Xích Môn, như vậy cũng gọi là chứng cứ sao? Các người có chứng cứ gì nữa? Trước khi hoàng phi lâm chung đã nói rõ ràng ngươi là hung thủ. Nạn kiếm là khắc tinh của thanh tơ kiếm, chứng tỏ là người không đối phó nổi danh kiếm, ăn cắp kiếm để đánh với người ta. Bây giờ còn đang trong mình của người, còn muốn chối hả? Phải rồi, còn muốn chối cãi hả? Nè, im đi. Tam ca, trưởng phu không có làm chuyện ám muội, nói cho bọn chúng biết ngày hôm qua tam ca đi đâu. Phải rồi, nói cho bọn chúng biết đi. Nói đi. Tam ca, ngày hôm qua tam ca đi đâu? Nói đi. Bây giờ ngươi hết lời để nói hả? Cắn quỳnh đi lên. Lên. Lên đi. Kiều Tứ. Dạ. Bác Xích Môn ta giao cho ngươi đó. Dạ. 7 ngày sau ta trở về. Nếu như không kể danh kiếm, tôi nghĩ chắc không có ai là đối thủ của Tiếu Tâm Thiếu đâu. Không biết đại thống lãnh có phải là đối thủ của hắn không? Nói bậy. Tại sao huynh lại biết tôi ở đây vậy? Tôi không phải là đến kiếm cô. Cái gì đó? Điệp Vũ đâu? Nó đến đây kiếm tôi. Huynh còn tới đây làm gì? Huynh đã ruồng bỏ tôi rồi mà. Tới bây giờ tôi vẫn còn nhớ tới huynh. 5 năm rồi,
không có một chút tin tức gì của Quỳnh hết. Quỳnh đã làm hại muội, theo Quỳnh đi nha. Tôi tình nguyện chết ở đây, Quỳnh hãy ra ta đi. Xin hỏi là ai đã kêu em hãm hại Quỳnh? Tối hôm qua kêu Quỳnh ở Mộng Hội Đình để chờ tôi, tôi đích thân giết cho Quỳnh. Nhưng tối hôm đó tôi không có tới đó, tôi kêu người ta lấy kiếm trao cho Quỳnh. Tôi nghĩ là Quỳnh đã biết là tại sao rồi. Tất cả đều do tôi làm. Quỳnh có lỗi với tôi sẽ làm cho Quỳnh thân bại danh liệt. Bây giờ Quỳnh hãy trả thù đi. Thôi đi, đừng có nói nữa. Mùi không có làm như vậy đâu. Ta đi nha. Tối mà thần chấm, để cho Quỳnh ép nó ra ngoài. Hại Quỳnh. Đừng có nói chuyện. Cần gì phải nói nhiều nữa. Chúng ta là thủ hạ của Yến Đông Hoàng. Ông kêu chúng ta đến để giết người. Muốn giết Hồng Diệp thôi, đánh một chưởng là được rồi. Cần gì phải dùng đến tổ mạch thần châm? Rõ ràng là muốn lợi dụng ta giận công bức châm ra để ám toán ta. Chúng ta không có thù hận gì với nhau, tại sao phải hại ta? Tóm lại là muốn cho người chết. Chỉ trong thời gian một cây nhân, nếu người cứu được cô ta thì không cứu được bản thân người. Người lựa chọn đi. Khỏi cần nữa cây nhân, ta sẽ giết chết các người. Dâm tặc, mau để phu nhân của ta xuống đi. Mau bắt dâm tặc cho ta. Dạ. Đã nói là không cần đến nửa cây nhang rồi mà. Nguy rồi, Điệp Vũ còn nằm trên sàn nhà, phải cứu cô ta mới được. Thiếu Tam thiếu, đêm qua thấy chúng ta đến bắt nó thì nó chạy đến chỗ này. Sao ông lại nói không biết? Rõ ràng là cố tình giấu giếm, miệt thị dương pháp. Ông có biết tội không? Sao lại nói vậy? Các vị không có bản lãnh bắt được Thiếu Tam thiếu là chạy tới sơn trang của ta lục kiếm lung tung. Mau đi đi. Cái gì? Nghe nói Thiếu Tam thiếu trên tay còn bồng bế tung hôn nhân đấu với người ta. Nếu như định đường chủ nói không biết xảy ra chuyện gì thì xin mời Hồng Điệp ra đây để được minh bạch. Nói vậy, tuyệt đối không có chuyện như vậy đâu. Hồng Diệp không bao giờ gặp mặt người ngoài. Để chúng tôi cho hỏi phu nhân. Đàm kiếm tiếu cũng không thể vào được nơi đây, huống chi là bốn con chó nhà một các ngươi. Được, ta sẽ phá hủy chỗ này. Đại hống lệnh, ở trong đó không có ai, còn cái gì nữa? Quạch đau. Thiếu Tam thiếu trốn ở đâu? Nói với ta biết đi. Quỳnh đâu? Hồng Diệp đâu? Phu nhân, phu nhân đâu? Phu nhân ngồi sáng mặc quần áo của tôi, để lại một bức thư rồi đã ra đi.
Còn bức thư đó bị người đàn ông mới vào đây lấy đi mất rồi. Có người thấy Thiếu Tâm Thiếu và một người chạy vào rừng. Dùng phong quả thông báo mã đội, động viên tất cả mọi người ở biên giới Tứ Quyền đi vào Đông Thành bố trí đội tấn công. Khi mà gặp Thiếu Tam Thiếu thì lập tức bắn tên, dù là chết bao nhiêu người cũng phải bắt nó vào trong rừng. Dạ. Hai người mỗi người dẫn theo 200 đao vệ lập tức đi vào trong rừng, hai bên bao vây Thiếu Tam Thiếu. Một khi gặp được nó dùng phong quả làm tín hiệu, hai người phải dùng 200 mã người bao vây cho được Thiếu Tam Thiếu chờ ta. Dạ. Quách Đào, trả bức thư lại cho ta. Kính gửi địch tổn tướng công, kết hôn đã được 5 năm, tình yêu vĩnh hằng, khổ nỗi thân thiết là kẻ yếu nhược, không thể quên được Tam Thiếu, và quyết đi gặp nhau. Xin tướng công đừng có nhớ đến thiếp. Đại thống lệnh, Thiếu Tam Thiếu trong rừng bị bao vây từ phía, chắc là đang chạy bán sống bán chết đó. Đại thống lệnh anh minh, không cần phí công, chúng ta nhất định bắt được nó, chém thành hai đoạn. Báo cáo đại thống lệnh, chúng tôi đã bao vây tặng chiến sơn trang rồi. Lập tức lục soát đi. Chỗ nào nguy hiểm nhất là an toàn nhất. Cô sao rồi? Kinh mạch của tôi đã bị người ta đánh đứt hết rồi. Tôi nghĩ tôi không thể sống qua khỏi đêm nay. Nhưng mà trước khi tôi chết, tôi có một sự yêu cầu nho nhỏ. Hôn tôi một cái đi, vì cho dù tôi có chết tôi cũng yên lòng. Lần sau dùng cà chua nha, đừng có dùng ớt, sẽ làm cho cháy phỏng lưỡi đó. Uống nước cho nhiều đi. Sẽ có một ngày nào đó, chắc chắn là Nguyễn sẽ yêu muội. Con nghĩ người đã lâu rồi không sao đâu, tôi đi trước nha. Không được. Người dân Hoa Lưu của chúng tôi ân oán rất là phân minh. Hồi hôm tôi đến phá Bắc Xích Môn và tôi đã đả thương bộ quân rất là nhiều người. Còn nữa, ám toán Quỳnh là người của danh Hoa Lưu. Chị của tôi là công chúa của danh Hoa Lưu. Để tôi dẫn Quỳnh đi gặp chị nhờ, chị sẽ giúp Quỳnh mà. Cảm ơn. Tại sao Quỳnh lại đốt khói để dụ bọn quan binh qua đây? Suy nghĩ thử coi. Tôi cho con một cơ hội nữa. Một là con ra về, nếu như không thì để tôi đi. Mùi là người rất coi trọng tình nghĩa, mùi thiếu nợ huynh rất nhiều. Cả đời này mùi sẽ đi theo huynh, dù chết cũng chết chung với nhau. Nhưng mà như vậy, mùi đã quyết định cái quyết định này, sau này mùi sẽ theo huynh. Bây giờ xin tạm biệt.
Quỳnh đi nhờ. Quỳnh hãy bảo trọng. Đừng lơ. Tam ca của ta đi đâu? Nói đi. Nếu không thì ngươi đừng trách. Đuổi bọn chúng ra đi. Các người ý đông người hả? Được. Đánh cho ngươi nói. Lên. Đại thống lãnh, bây giờ tôi lãnh đạo Bắc Xích Môn cùng hợp tác với triều đình. Chúng tôi sẽ đuổi tận giết tuyệt dâm tặc Thiếu Tam Thiếu. Muốn ta giết Thiếu Tam Thiếu giùm ngươi, để ngươi làm chủ mong Bắc Xích Môn à? Xin đại thống lãnh tác thành. Tại sao lại mang theo một giỏ củi gì? Cô đi đâu rồi? Nguy rồi. Đông đô vệ. Dạ. Ngươi dùng phong quả thông báo với mã đội đi. Ở ranh giới canh giữ các lối đi vào thành. Tuân lệnh. Tây đô vệ. Dạ. Ngươi dẫn 500 người vào rừng. Gặp được nó thì quán loạn xả đi. Nghe nói chỗ đó có độc khí. Độc khí? Nên không ai dám tới gần. Không ai dám tới gần. Nói nhất định là ở đó. Dạ. Ngưng. Báo cáo rằng chúng có phát hiện dấu chân. Hình như là dấu chân của Thiếu Tâm Thiếu. Mùi dù tất cả truy binh ra khỏi Quỳnh, chờ coi Quỳnh sẽ báo đáp mùi thế nào. Thiếu Tam Thiếu, ta đợi ngươi ở đây lâu lắm rồi. Ta rất ghét những kẻ phản bội với huynh đệ của mình. Cái thủ cấp này ta tặng cho ngươi. Người giết chết nó giùm ta, ta sẽ trả ơn này lại cho người. Vậy thì mời theo ta. Ta thật là bị người ta hãm hại. Ta chỉ đến bắt người, có chuyện bất bình, đến công đường để biện bạch đi. Được. Vậy người kia tất cả thủ hạ của người ra bắt ta đi. Có người cải trang giả dạng giống như người, đánh lạc hướng hết thủ hạ của ta. Ta biết không phải là ý kiến của người, nhưng người đó thay thế người, bị thủ hạ của ta bắn loạn xạ. Thật là chết một cách quá uổng. Kiếm được rồi chưa? Không thấy con nào hết. Bắn tên. Dạ. Hả? Trả hồng diệp lại cho ta. Không tự lượng sức mình. Ta cần đi cứu người. Chạy đâu? Điệp Vũ. À, Tam Thiếu à, mà đến đây cứu mùi. Còn tránh còn quên. Ta
có mùi máu tanh. Có người đánh nhau ở đây. Xét lọt nước đá đi. Dạ. Quanh đâu? Chị nhanh đi kiếm. Dạ. Đi kiếm, mở lên. Chị nhanh đi kiếm. Lẹ lên. Đục sớm. Đục sớm cho kỹ nha. Mở lên đi. Kỹ càng. Mở lên. Mở lên. Bên đây nè. Mở lên đi. Mở lên. Qua đây đi. Mở lên đi. Mở lên, mở lên. Kỹ kỹ nha. Chị nhanh đi kiếm nha. Mở lên. Ở đây thấy toàn nước đá, không có ai đây đâu. Có sao không vậy? Phía trước kia, bắn nó, bắn nó! Cô chạy trước đi. Chúng ta lại chia tay như vậy sao? Đừng nói nữa. Ở đây rất là nguy hiểm, hãy nghe tôi nói đi. Lập tức rời khỏi nơi này. Cô cứ đi về hướng Tây, từ 1 đến tới 7, rồi thì dùng sức đánh con ngựa. Đừng có nhìn lại, sẽ gặp tôi đó. Đừng phản kháng nữa. Dù ngươi chạy đến đâu, ta cũng sẽ kiếm được ngươi. Ngươi có thể kiếm được ta, nhưng mà chưa chắc có thể bắt được ta đâu. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Sao Quỳnh nhảy lên đây được vậy? Nhờ dây lông quần của chúng nó đó. Dùng dây buộc vào người cho nó kéo Quỳnh ra ngoài. Cô quả thật thông minh quá. Quỳnh thiệt tình lên bán thiên nha hay sao? Đúng vậy. 7 năm trước, sau khi mà danh kiếm thắng với Đông Hoàng, những người danh qua lưu, ngoài trừ cô và chị của cô ra, tất cả đều giao ở bán thiên nhai do ngục trưởng tạm thời cai quản. Hôm nay người mà ám toán tôi cũng là người của danh qua lưu, tôi nhất định phải điều tra chuyện này cho rõ. Nếu như bọn họ quả tiền là muốn hại Quỳnh, Quỳnh đi điều tra có phải là bức mây động rừng hay sao? Tôi có cách mà. Mời cùng đi với Quỳnh. Cũng được. Dạo này có phải là cô hơi ốm một chút không vậy? Các người hãy dùng sức đẩy đi. Mở lên. Mở lên đi. Dùng sức đẩy. Đẩy mau lên. Mau lên. Đẩy mau lên đi. Được rồi. Mau lên. Mau lên.
Nè cái thằng kia, mau lên. Dùng sức đẩy đi. Biết rồi, đang đẩy nè. Mau lên. Dùng sức. Mau lên. Dùng sức. Mau lên đi. Mau lên. Mau lên. Mau lên hơn. Mau lên. Hụt đau lên đi. Mau lên đi. Mau lên. Hụt đau lên đi. Nè, thằng kia qua đây. Mau lên. Mau lên đi. Là biến hả? Là biến hả? Thằng kia bay xuống kìa. Thằng kia bay xuống kìa. Coi kìa. Tuy rằng chúng ta đã chiến bại trở thành tù binh, nhưng mà chúng ta cũng là người. Các người đừng tưởng chúng ta cam tâm làm nô lệ. Ta là người của danh kiếm Sơn Trang, muốn gặp ngục trưởng cần có lời chối dẫn đâu. Sao cô dám nói hổ như vậy? Ta có lệnh bài của danh gia đây. Ờ, dấu xăm của danh Hoa Lưu. Những người của danh Hoa Lưu đã bị giam trên bán thiên nhai rồi, sao lại chết ở đây vậy? Bị tiểu tôn thiếu giết đó. Nếu bây giờ chúng ta đuổi lên trển, chắc chắn không kịp. Không cần. Làm việc gì cũng không nên thần. Người thu nhận toàn là những thứ thuộc hạ ăn hại như vậy, hèn gì mà cứ bắt không được tiểu tâm thiếu. Chuyện của Vinh Thần Đào không cần người ngoài xí miệng vào. Hoành đao tiếp chỉ. Hoành đao phụng lệnh cầm tặc, xuất sư vô công. Bây giờ giao cho Nhất Đẳng Hầu Hát Liên Xuân Thụ cầm đầu vệ đội hoàng gia, toàn quyền phụ trách Vinh Thần Đào ra tay hỗ trợ. Khâm thử. Dạng tuế, dạng tuế, dạng dạng tuế. Người lên tới đây kiếm ta không phải đưa thịt vào miệng cọp hay sao? Tưởng rằng có lệnh bài của danh kiếm thì có thể gạt được ta. Đông Hoàng đã bố thiên la địa võng rồi, ta coi hai người làm sao chạy thoát khỏi bát thiên nhai. Tập Diễu có sao không? Điệp Diễu, ai đó? Thanh Tử Kiếm. Điệp Vũ, chị của muội kìa. Tại sao tập kích chúng tôi? Dưới đó có gì lạ? Nhảy. Quá.
này chị lại không biết xảy ra chuyện gì hay sao? Hôm nay là sinh nhật đầy năm của Ninh Nhi. Nhị thúc Danh Kiếm dẫn mẹ cô chị đến đây cầu phước phù hộ cho Ninh Nhi. Ai dè tụi chị mới ra khỏi thần đàn, lập tức có người tập kích tụi chị, đánh cho một chưởng. Nhị thúc bất đắc dĩ mới xuất kiếm đấu chiến với tụi nó. Hồi nãy huynh dùng kim khí đánh xuống đất, phát lại hồi âm, thì ta biết được dưới thần đàn này có bí đạo. Thiệt là không ngờ, bỗng dưng lại có người chết hết 7 năm trời. Đúng rồi, ta đã chết 7 năm. Ta đã chịu đựng biết bao nhiêu đau khổ, cũng là vì ngày hôm nay. Rốt cuộc ta sẽ phân thay ngươi ra làm muôn đoạn, trả lại mối thù ngươi đã hại ta 7 năm về trước. Ngươi đã ăn cắp bữa kiếm, ép Hồng Nhị phu nhân hãm hại ta, lại cấu kết với Ngọc Trưởng. Ta với ngươi không có thù oán gì, tại sao lại phải hãm hại ta? Các ngươi là những kẻ trong giang hồ, vì muốn nổi danh là thiên hạ đệ nhất, tranh giành nhau bán sống bán chết. Tuy rằng hai đứa bay không có xa vào cả bẫy của ta, nhưng mà các ngươi đừng có tưởng như vậy là có thể chạy thoát khỏi được bàn tay của ta đâu. Đại tẩu, nhìn kiếm tốt. Hãy đưa tay cho ta. Tâm thiếu, tôi không sao. Tiểu Tâm thiếu, người tưởng hôm nay người chạy thoát được sao? Ta phụng lệnh của hoàng thượng, nhất định sẽ bắt người đem về trị tội. Người đừng có hòng chống đối. Hắc Liên hoàng gia xuất lĩnh đệ đội hoàng gia truy nã tội phạm Tiểu Tâm thiếu. Ai dám kháng cự, giết không tha. Không được, sao các ngươi ăn nói ngang ngược như vậy? Ăn cắp bửu kiếm, giám sát hoàng phi, lại đầu độc Hồng Diệp phu nhân, cấu kết với Ngục trưởng, đều là yến đồng hoàng gia hoại cho Tiểu Tâm thiếu thôi. Hồi nãy hắn còn ám thị chúng ta. Nói chỗ nào? Nó đã chạy rồi. Lời của Điệp Vũ vừa nói đều là sự thật. Có chứng cứ gì không? Người nói sự thật là sự thật hay sao? Đúng là sự thật. Lời mà Danh Kiếm nói ra, có ai mà không tin chứ hả? Tôi tin, tôi tin. Chúng tôi tin đây. Chúng tôi tin Danh Kiếm đây. Chúng tôi tin. Hy vọng hầu gia tha cho Tiếu Tâm thiếu, để Tâm thiếu cùng chúng tôi về Danh Kiếm Sơn Trang dưỡng thương. Hoành Đao có thể làm chứng. Chờ 15 ngày sau, hầu gia có thể đến Danh Kiếm Sơn Trang bắt người. Đến chừng đó, thương thế của Tiếu Tâm thiếu lành lại, vì thúc tôi mới làm tròn nhiệm vụ của một người bạn, sẽ không ra tay can thiệp nữa. Và hầu gia cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ một công đôi việc. Nếu là trượng phu thì hãy nhìn nhận đi, cần gì phải làm liên lụy bạn bè. Tội của ngươi là do hoàng thượng định, hãy mau theo ta về. Quay. Hầu gia, chức trách của ta là phải hiểu rõ thị phi Hắc Bạch,
đã thấy vụ án này có nghi điểm. Nếu như còn làm thô bạo như vậy sẽ làm tổn hại tới uy tín của hoàng triều. Sao ngươi lại xin tội cho kẻ tử tù chứ hả? Chi bằng để ta trở về nói điều hay lẽ phải với hoàng thượng, ban thí chút công lao cho ngươi còn hay hơn mà. Đốt hết các ngươi. Xảy ra chuyện gì? Còn hai các ngươi tìm phương pháp nào? Từ con đường này ra còn có đường nào chạy được? Đây là núi Lưu Hoàng, bị nóng là sẽ nổ tung ra. Người nào võ công cao sẽ được chạy khỏi. Hầu gia, người hãy mau tìm phương pháp cứu lửa thì ta sẽ thả người chạy. Lẹ lên, nha, huynh đừng có đi. Hồi nãy huynh đã bị thương rồi, nếu như tụi nó trở mặt chúng ta đánh không lại tụi nó đâu. Mau lên, cứu lửa, phải giữ lửa. Còn không mau đi cứu lửa. Cứu lửa lẹ lên. Các ngươi nghe đây, những người khác có thể đi được, chỉ có Tiểu Tam Thiếu là không thể đi được. Lời của hầu gia nói không có giá trị. Lời nói của hầu gia tất nhiên là có giá trị, nhưng mà ta cũng có quyền bắt ngươi. Thường thế của Tam Thiếu coi cái mồi là không dễ đâu. Để Tam Thiếu lên đường đi, đừng có để tiểu nhân lợi dụng quyền lực của ông. Quyền thì không ngờ ngươi thừa cơ hại người như vậy. Đừng nói nhiều nữa, tiếp chiêu của ta. Ở đây nè. Hầu gia. Người đã may mắn rồi đó. Hầu gia, tránh ra. Tiểu Tam Thiếu, người nhớ kỹ nha, chờ 15 ngày nữa ta sẽ đến Danh Kiếm Sơn Trang bắt người. Danh Kiếm, người cũng ghi nhớ đó. Đi về, các người toàn là ăn hại. Đi về. Báo cáo đại học thống lãnh, chúng tôi đã phát hiện Hồng và phu nhân bây giờ đã trị bệnh ở Sơn Trung Tửu Lầu. Đại thống lĩnh, tôi đã dùng kim châm châm cứu rồi. Một lát nữa cậu sẽ tỉnh lại. Cậu ta đã bị trúng chất độc gọi là U Bế Gia Lan. Tôi đã tìm hết sức để cứu chữa rồi. Thì xin lỗi. Di vật kỳ hoa. Thứ hoa này vốn sinh trưởng ở di vật. Yến Đôn Hoàng xâm nhập Trung Nguyên, đem nó vào trồng ở Trung Nguyên. Nghe nói khi uống vào chất nước của hoa này thì công lực sẽ tăng lên gấp bội, nhưng mà sẽ bị ghiền. Nếu như ngày nào mà không uống thì máu ở trong người sẽ đảo ngược lại,
đau thấu tâm can. Còn nếu như không uống nữa thì không những là đau khổ không thể tả, mà máu ở trong người sẽ từ từ trở thành màu xanh. Tới chừng đó thì cho dù Hoa Đà tái thế cũng không cứu nổi. Hồi trước Yến Đôn Hoàng lợi dụng thử Hoa này đã đào tạo nhiều cao thủ đi liều mạng giùm hắn. Điệp chủ nói là Hồng Diệp phu nhân bị người ta đầu độc, cưỡng bức phu nhân đi hại Tiếu Tam Thiếu. Nếu thật như vậy, chủ mưu chính xác chính là Yến Đôn Hoàng. Chuyện này chẳng những một mình Yến Đôn Hoàng làm. Đại thống lãnh, tôi không hiểu. Khi mà Danh Kiếm quét sạch Danh Hoa Lưu thì đã đốt hết tất cả ô bế gia làng rồi, cả một hạt giống cũng bị diệt đi. Bây giờ thiên hạ chỉ có một chỗ mới có cái loại hoa này. Nhưng mà tôi nghĩ Yến Đôn Hoàng không đến cái chỗ đó đâu. Ở chỗ nào vậy? Danh Kiếm Sơn Trang. Danh Kiếm đã đốt hết thứ hoa này rồi, tại sao lại đem đi trồng ở trong sơn trang của mình chứ? Danh Kiếm sợ đại tẩu của hắn, tức là Cố Thể Y công chúa của Danh Hoa Lưu, cô ta quen ở Trung Nguyên, cho nên hắn đặc biệt giữ cái hạt giống u bế già làng trồng ở Danh Kiếm Sơn Trang để y có thể ngó thấy, cũng như là được ngó thấy di vật vậy. Loại hoa này ở Danh Kiếm Sơn Trang được bảo vệ rất nghiêm ngặt, tuyệt đối không thể đem ra bên ngoài được. Nhưng mà cổ rõ ràng bị trúng hoa độc này. Người ở trong Danh Kiếm Sơn Trang có vấn đề. Ở Bán Thiên Nhai, Danh Kiếm liều chết để bảo vệ Tiếu Tam Thiếu, sao lại có thể dùng độc đi hại hắn chứ? Giang hồ hiểm ác, lòng người khó lường. Bây giờ Tiếu Tam Thiếu đang dưỡng thương ở Danh Kiếm Sơn Trang, đúng là đem thịt vào miệng cột. Tam Thiếu, báo cáo đại thống lãnh. Theo mật báo, hầu gia Liêu Xuân Thụ ở trước mặt hoàng thượng nói xấu về đại thống lãnh, nói thống lãnh giúp đỡ Thiếu Tam Thiếu chống cự. Hoàng thượng hạ chỉ đại thống lãnh lập tức hồi kinh giải thích chuyện này. Thuộc hạ cáo từ. Khỏi chừng cô ta. Dạ biết. Không được, ta phải đến Danh Kiếm Sơn Trang. Con lại làm cho Chiến Nhi nổi giận nữa. Danh gia bây giờ đang lúc gặp phải tai nạn, con còn muốn chúng ta tan nhà nát cửa hay sao? Ta thấy con là rất bực mình. Chị Thế Y, chuyện gì đó? Không có gì. Hai ngày nữa sẽ cất lại mộ tổ tiên, ta nghĩ con phải ra ngoài mộ phản tỉnh lại đi. Dạ biết rồi. Hài Nhi bất hiếu, làm cho thân mẫu lo lắng giùm danh gia,
kiếm được Tiểu Tam thiếu chưa? Dạ chưa. Con và Chiến Nhi đã tình làm bạn bè rồi. 10 năm trước, Chiến Nhi và Dương Tiểu Nhị kết làm huynh đệ. Không dè, nói gì muốn cướp giật kiếm phổ của Danh Gia. Chỉ một nhát kiếm làm cho đại ca con trở thành người tàn phế. Bây giờ không biết nó ở đâu. Nên nhớ bài học này, sao con lại nhẹ dạ tin Tiểu Tam thiếu này nữa, còn đảm bảo cho nó? Thân mẫu, Tiểu Tam thiếu là một người quang minh lỗi lạc. Con cứu nó về đây dưỡng thương, chưa đến 4 ngày thì nó đã bỏ ra đi rồi. Chi ơi, mình đi. Chi ơi, sao rồi? 10 ngày qua cho cả 100 người ở trong trang đi kiếm nhưng kiếm không được. Đúng là nó sợ tội đào tẩu. Đại quân của triều đình ngày mai đến đây bắt người, cơ nghiệp 100 năm của Danh Gia ta sẽ bị tan rã trong tay của Tiểu Tam thiếu. Danh kiếm Sơn Trang bị diệt một thì Tiểu Tam thiếu sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất. Mượn đao giết người thì rất độc ác. Ngưng. Kỳ mau cút đi. Hầu gia đến đây cứu mạng cả nhà công tử, các vị không quan nghênh sao? Tiểu Tam thiếu mất tích rõ ràng là gạt các vị thôi. Công tử chỉ cần hợp tác với hầu gia đây rèn luyện kiếm pháp Danh Gia thì có thể thăng quan phát tài, quang tông diệu tổ. Công tử là người thông minh, biết chọn lựa thế nào rồi chứ? Hắc Liên Xuân Thủ muốn kiến thức kiếm pháp của Danh Gia ta. Được, để ta cho người kiến thức. Tam thiếu, mấy hôm nay huynh đi đâu vậy? Người ta thì là lo cho huynh đó. Tôi đâu có chuyện gì. Tôi phát hiện là có người muốn ăn cắp kiếm phổ. Người ăn cắp kiếm phổ này cũng biết võ công rất là khá, ngoài ra còn rất là xảo quyệt nữa. Tôi theo dõi hết 10 ngày 10 đêm rồi thì mới biết nó là Dương Tiểu Nhị, từng đã thương Danh Chiến, cho nên tôi đã dùng kiếm giết chết nó. Sau này thì không còn Dương Tiểu Nhị này nữa đâu. Phải rồi, kiếm phổ này trả lại cho huynh nè. Cảm ơn. Tiểu Tam thiếu, nếu hầu gia mất đi một sợi tóc, ngươi sẽ bị tru di tam tộc. Bắt lại cho ta. Lên. Lên. Không thể bảo vệ hầu gia, người đầu tiên chết là ngươi. Ngươi dám sao? Ngừng lại. Sao rồi hả? Tiểu Tam thiếu, ngươi đừng có tưởng rằng bắt được hầu gia thì ta sợ ngươi. Ta là một vị quan trong triều đình, ta chết chứ không bao giờ giãy đùi xin xỏ một kẻ tù phạm như ngươi. Nhưng mà ngươi là nhất đẳng lương dân, xin tha thứ cho 10 mấy mạng người trong nhà của tôi, xin cho tôi một con đường sống đi. Nô tài, bây giờ ta nói cho người biết, các ngươi muốn kiếm hầu gia bây giờ phải đi kiếm ở chỗ Cầu Tiêu, dẫn hắn trở về đây coi hắn đang ăn no chưa. Còn nữa, tới giờ ngồi ngày mai đến đây gặp ta. Dạ. Nè, cút ra ngoài đi. Cút đi. Chúng ta đi. Sao mà đông người quá vậy? Tam thiếu, chặt dạng cấm quân của triều đình, mỗi người chỉ cần đái một bãi thì cứ bị chết đuối rồi. Nhưng ngươi đừng sợ, còn 10 canh giờ ngươi rửa sạch cái miệng đi, chuẩn bị uống nước đái nha. Đi, để ta đưa ngươi đi. Tam thiếu, hay là huynh ở lại đây nhờ, chúng ta đừng có rời nhau nữa. Khi mà huynh đi rồi thì mười khỏi cần phải lo cho huynh nữa. Đừng có nói như vậy mà, mùi nói thiệt đó. Mùi chưa bao giờ lo lắng cho một người nào như vậy đâu. Huống chi cái bọn cẩu quan hồi nãy ngày mai sẽ đến đây bắt huynh, đến chừng đó chúng ta lại xa nhau nữa. Chuyện đời rất là khó đoán được, huynh cũng không biết ngày mai sẽ ra sao, có phải không? Không được. Thế phu nhân, xin chủ trì hôn lễ với tôi và Tam thiếu đi. Tại vì tôi không muốn rời khỏi Tam thiếu, nên tôi định là kết hôn với Tam thiếu. Nếu không được tội nguyện,
Tôi sẽ quỳ mãi không đứng dậy. Nè, muội đừng có làm như vậy nha. Các vị, tôi cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng mà các vị có ai phản đối hay không hả? Được rồi, các ngươi muốn làm gì thì làm. Vì muội đừng có khóc nữa nha. Sao lại khóc chứ? Được làm phu thê chỉ trong một giờ với huynh thì muội đã thấy mãn nguyện lắm rồi. Muội thật là khờ quá. Nếu có ngày nào danh kiếm đối với mình như vậy thì tốt quá. Tăng nương đến. Tần lang tần nương xin làm lễ trước mặt thái phu nhân đi. Cúi đầu một lần. Quan đã thăm thiếu, người hãm hại huynh chính là hắn. Đừng có qua đi. Chăm sóc cho họ đi. Tại sao lại như vậy? Cẩn thận. Công tử phu nhân, có người có bùi bấy vài lần. Đại bác không sao chứ? Kêu bé già lan này không thể cứu đại bác được nhiều lần đâu. Tại sao không nói với tôi đi ám toán Tiếu Tam Thiếu như vậy? Điệp Vũ bây giờ ở đâu? Nếu nó biết được chuyện của chúng ta thì như giả tràng sẽ cát. Đại bác! Ngươi còn muốn gạt ta? Kêu tàn chấp kiếm giết người, giả họa cho Thiếu Tâm Thiếu. Kể đó thì người lại ám sát danh kiếm, làm cho Trung Nguyên lưỡng đại cao thủ chết đi, thì danh Hoa Lưu sẽ xưng bá trong thiên hạ. Tất cả đều là lời giả dối. Đã mấy mươi năm rồi, ngươi còn không chịu hạ thủ. Ở bán thiên nhai, ngươi giúp giải gì cho nó nữa? Ngươi thật tình không nỡ lòng giết chết nó. Chắc là người đã mê nó quá rồi. Không có. Trong khi người được gả vào danh gia để làm nội ứng, người đã tuyên thệ sẽ giết chết cả nhà nó. Đêm nay người không làm theo lời thề của người thì buộc lòng ta sẽ lấy mạng đứa con trai của người. Đừng mà. Danh kiếm võ nghệ cao cường, tôi không có cơ hội. Tiểu Tam Thiếu đã bị trọng thương, ngươi có thể thiêu hủy cả thi thể của nó. Ngày mai danh kiếm không thể trào Thiếu Tâm Thiếu thì sẽ bị đại quân của triều đình diệt môn. Mày có biết không, đây là một cơ hội tốt nhất đó. Nên đại bá đã giả làm Diệp Vũ ám toán Thiếu Tâm Thiếu. Thank you.
Mau đi nói với danh kiếm. Điệp Vũ, có phải muốn đi nói với Tiếu Tâm Thiếu không? Tại sao em làm như vậy? Em chẳng những không giúp cho chị, còn làm hại chị với danh kiếm. Em nghe đây, chị không cho em làm như vậy đâu. Tiếu Tâm Thiếu! Điệp Vũ! Điệp Vũ ở gần đây, có thấy Điệp Vũ không vậy? Tôi không có thấy nó xuất hiện. Tâm Thiếu, Hồng Diệp à, sao hả? Thì là cảm ơn Hồng Diệp. Cảm ơn Hồng Diệp đã cứu tôi. Tâm Thiếu, Hồng Diệp đã bị thương, đừng có cử động nha. Tâm Thiếu. Nè, đừng ngồi dậy. Nghe lời của tôi, nằm nghỉ đi nha hả? Trở lại cho huynh đi. Hồng Diệp. Hồng Diệp. Hồng Diệp, hả? Lại là ngươi. Khởi bẩm danh kiếm, tôi đã đi kiếm rồi, ở trong ở ngoài đều không thấy tung tích của Tiếu Tâm Thiếu. Khởi bẩm danh kiếm, Hoành Đao dẫn đại đội quân binh tới bao quanh danh kiếm sơn trang, bây giờ còn ở ngoài cửa. Mở cửa ra đi. Tiểu Tam Thiếu đâu? Nè, Tiểu Tam Thiếu đâu? Đứng dậy, đứng dậy. Ta kêu các ngươi đứng dậy đi. Gặp bổn cung không chịu quỳ hả? Ngươi chắc chắn là danh kiếm. Đã đến giờ này, còn không mau trao người cho ta, ta sẽ giết cả nhà đó. Cầm miệng đi. Tiểu Tam Thiếu, ngươi giỏi thật. Quả như là thần dũng, hèn chỉ dám xâm nhập hoàng cung, đánh cắp thần mộc đỉnh và A Nạn Bửu kiếm. Cả Hoành Đao của bắt ngươi không được, là mất công bổn cung đích thân cầm quân đến đây bắt ngươi. Ngươi quả thật là đáng chết ha. Điện hạ, tối hôm qua Yến Đôn Hoàng xuất hiện ở đây và đã giết người. Bây giờ Tiếu Tam Thiếu đã đến đây rồi, vụ này không có quan hệ đến ngươi nữa. Ai dám cản trở bổn cung thì là tạo phản, sẽ bị giết hết cả nhà. Điện hạ đã dẫn đại đội quân binh đến đây, cho dù tôi có tội hay là không có tội thì cũng quyết bắt tôi đem về triều. Nếu như không thì còn mặt mũi nào gặp người ta? Trảm! Giết! Yeah! Yeah! Kiếm Nhi! Hey! Đừng đi. Quên đâu?
Người muốn làm phản hả? Thần phụng lệnh đi bắt Tiểu Tam Thiếu đã thất bại nhiều lần, bôi nhỏ danh tiếng Vinh Thần Đào làm phụ thánh nhân. Thần sẽ dùng cái chết để tha tội. Bây giờ yêu cầu chờ hôm nay sau khi giết chết Tiểu Tam Thiếu, dù cùng chết chung giang cũng quyết rửa cái nhục này. Xin điện hạ ân chuẩn. Tốt, bổn công cho ngươi chấp hành quốc pháp. Hắc Liên Xuân Thụ xuất lãnh tất cả trong quân trở qua cho Hoành Đào. Nhưng mà như vậy, nếu như ngươi có sơ sót gì thì ngươi và Tiểu Tam Thiếu đều bị giết. Giết. Tuân chỉ. Cảm ơn điện hạ. Lên. Tôi đã nói là sẽ chính thức so tài với huynh một lần. Tôi nghĩ là ngày hôm nay có rất nhiều người không thể tránh khỏi số phận. Nhưng mà không sao đâu, chết trên tay cậu huynh còn hơn để cho cả tiểu nhân đê tiện cái lập công. Tôi có một việc này yêu cầu huynh. Điệp Vũ đã bị Yến Đôn Hoàng bắt đi rồi. Còn Hồng Dị Phu Nhân, khi mà nói tới ai hãm hại tôi, cũng đã bị Yến Đôn Hoàng giết chết. Trước khi mà Hồng Diệp chết, có tặng miếng ngọc bội này cho tôi nè. Chắc chắn là có manh mối quan trọng. Tôi sẽ tiếp tục điều tra cái vụ này để cứu Điệp Vũ. Cho dù tôi cùng chết với huynh, Vinh Thần Đào cũng sẽ tiếp tục điều tra. Xin huynh đừng có lo lắng. Cảm ơn. Bẩm thái tử, Hoành Đào đã chết. Rượt theo. Buông tay ra. Quỳnh làm gì đó? Kẻ hãm hại Tiểu Tam Thiếu mới thừa cơ hội này quỷ diệt manh mối duy nhất. Có phải như vậy không thể y phụ nhân? Ngươi đó bậy. Quan đường đại tẩu và Tam Thiếu không thù oán, tại sao lại hại Tam Thiếu chứ? Nó đang trên tường kìa, lên trở đi. Thì ra khống chế độc dược của Hồng Diệp là ở danh gia Yến Đôn Hoàng. Hắn đột nhiên xuất hiện rồi lại bị mất tiêu, cho nên tôi mới hoài nghi là có người đã cấu kết với Dương gia. Cho nên tối hôm qua tôi đi yêu cầu với thái tử cùng với Hoành Đào cùng tôi để mà diễn vở kịch này, dùng ngọc bội và tôi để mà dụ người chủ mưu ra. Miếng ngọc bội đó lúc trước tôi đã tặng cho Hồng Điệp để mà làm kỷ niệm, trước khi mà cổ Lâm Trùng đã trả lại cho tôi thôi, đâu có manh mối gì đâu. Người quá dè dặt rồi. Đem trả Điệp Vũ cho ta. Không thế nào. Điệp Vũ là em ruột của đại tẩu tôi. Khai bẩm điện hạ, ở trong phòng thái y phát hiện thi thể của Yến Đôn Hoàng và thằng Mộng Ngọc Đỉnh đã bị đánh cắp. Bây giờ đã có đủ chứng cứ, còn muốn chối à? Kiếm gì? Lên. Đừng tức giận. Cố thì ăn cắp bảo vật giết người còn dám phản kháng hả?
Danh Kiếm phải trả thù cho Danh Gia. Ta hỏi người, tại sao người làm như vậy? Địa chỉ của Điệp Vũ viết trên này. Muốn cứu nó, cuộc chiến đấu giữa người và Danh Kiếm ngày mai cứ hành. Ai giết được đối phương thì sẽ được đi cứu người. To gan, ngươi không nói chỗ giấu Điệp Vũ, ta nhất định chém ngươi ra muôn đoạn. Được, vậy ta chết chung với nhau. Muốn lấy mạng của ta, cần gì phải làm phiền đến Danh Kiếm. Thả Điệp Vũ ra, lập tức sẽ cho ngươi. Thiệt hả? Tiếu Tâm Thiếu và Danh Kiếm đều là cao thủ. Ta muốn xem coi hai người ai võ nghệ đệ nhất. Nếu không chấp nhận yêu cầu của ta thì hai ngày nữa sẽ không kiếm được thi thể của Điệp Vũ. Thế nào? Cô Thi, ngươi hãy lập tức giao Ninh Nhi cho ta đi. Ta còn có một yêu cầu. Điện Hạ, xin Điện Hạ là người chứng kiến cuộc quyết đấu mới bảo quản miếng da mặt này được, để coi chúng nó ai thắng ai bại, rồi Điện Hạ giao cho kẻ đánh thắng. Được, bổn cung chấp nhận lời của ngươi. Cảm ơn. Quân tử bất hi ngôn. Ê, đừng bước tới gần, đừng bước tới gần nha. Ném qua đây được rồi. Ngươi chạy đi, Thiết Kỳ hoàng gia không tha cho ngươi đâu. Giao Ninh Nhi cho ta đi. Không lẽ nó muốn theo ngươi để bị truy sát suốt đời sao? Bài quyết chiến, ngươi phải giết chết nó trước mặt mọi người thì ngươi sẽ là thiên hạ đệ nhất rồi. Nó điên rồi, nó điên rồi. Mau trở về, mau trở về đi. Té ra cô ta thiết kế cái âm mưu này là để cho ta đoạt được danh tiếng là thiên hạ đệ nhất và để duy trì danh dự của Danh Kiếm Sơn Trang.
Tiệt lắm, giận quá. Bẩm cáo thái tử, ở đây mới được an toàn. Vì bảo vệ thái tử, chúng tôi đã đuổi theo tất cả những người ở trong phạm vi 10 dặm này rồi. Cần gì phải làm vậy? Bởi vì kiếm khí của Danh Kiếm và Tiểu Tam Thiếu rất lợi hại, sợ sẽ làm người khác bị thương. Thiệt lợi hại vậy sao? Vậy ngươi phải giúp đỡ ta, giúp ta đỡ kiếm khí đó nha. Hả? Ừ. Sao Danh Kiếm mới kêu căng quá, giờ này còn chưa đến vậy? Đánh thắng thì lấy cái hộp này, ai đánh thua thì không lấy được cái hộp này. Danh Kiếm đại đầu, sao huynh không đánh trả gì? Phải tự làm mình bị thương. Hồi hôn huynh cho cái điều trị vết thương là quyết đấu nữa, chắc là huynh muốn nhanh chóng đánh thua tôi để mà đi cứu Điệp Vũ. Tôi để cho Hoành Đào đã thương tôi trước, vậy thì cuộc quyết đấu của mình mới công bằng được. Hay, đánh rất hay. Qua. Đánh giỏi thiệt. Sao mà đánh lâu rồi chưa có phân thắng bại vậy? Tiểu Tam Thiếu, huynh, tại sao họ ngừng lại không đánh nữa? Phân thắng bại rồi sao? Sao không ai chết chứ? Nhưng hả, nếu như muốn họ đánh hăng nữa, tôi có biện pháp. Hay quá, hay quá. Mau lên, mau lên. Đồ trong hộp thì vô dụng rồi. Đừng làm vậy nha. À, Quanh Đao, tại sao con làm như vậy? Chết, nguy rồi. Tới chỗ treo quan tài sẽ bị bể chuyện. Nguy to rồi, hả? Dạ. Thank you.
Danh kiếm. Điệp Vũ. Điệp Vũ. Sao các ngươi không đánh tiếp? Tiếp tục đánh đi, đánh ta xem chứ. Đánh đi đừng có ngừng lại, đánh đi. Tiếp tục đánh đi, đánh nữa đi. Các ngươi đều là giống ơn bội nghĩa. Đánh đi. Tôi không ở bên cạnh của Điện Hạ nữa. Xin Điện Hạ hãy bảo trọng đi. Tôi sẽ phong đào rút lui khỏi giang hồ. Tôi đã thua rồi. Huynh mới là thiên hạ đệ nhất. Còn nói gì là thiên hạ đệ nhất, Điệp Vũ bình yên là được rồi. Huynh à, tụi mình đi. Tạm biệt.